Bạch sư, cho con hỏi, tu 13 hành đầu đà có cần mặc đúng với bộ y phần tàu như sư đang mặc không ạ? 13 hành đầu đà thì nói chung ra thì tu tại chùa cũng giống như là 13 hành đầu đà thôi. Nó không khác gì đâu đâu. Tại vì những bạn được khắc thực mà sống, mà tu 13 hành đầu đà không nhất thiết là phải bằng y phần tạo như Phước Đông đây, như sư kể đó. Nhưng mà cũng bằng cái y vàng cái bình thường thôi, nhưng mà hành đầu đà là mình ở gốc cây nghĩa để nhà hoang đất trống cái nó rồi ăn một bữa giống như chúng tôi hành như thế. Chỉ là quý vị là hỏi cái y mà khác y thôi, bằng y màu vàng kia cũng được chứ không phải là nhất thiết như thế đâu, miễn sao tam y là được. Cái y là không có liên quan, nhưng mà tại vì quý vị không có may, không có gì được, vì sống như thế nào quý vị bằng y kia cũng được thôi, còn vẫn là tam y. Tại vì quý vị còn muốn cái y màu vàng đê, còn lấy cái tướng tá này kia nọ để cho nó có như thế này thế kia. Còn chúng tôi thì xả ly dục, không có muốn dính líu gì cái y, tôi tự may. Chúng tôi tự may tự gì để cho nó tránh khỏi cái sự là cúng dường bố thí của ba gia ba tánh. Nó không có đắp y màu vàng mà rách rưới này kia nọ là ba gia tánh bố thí cúng dường nữa, là đó là chúng tôi thấy cái pháp này chúng tôi bằng y phân tạo để cho nó ly dục, đi tham cái y về y trước để chúng tôi là giải thoát một cái y. Còn cái y á để che nắng che mưa che gió che bụi cho bạn thôi, không có cần phân biệt màu mè này cái nào gì hết á. Y nào cũng được hết á, quý vị bằng cái dục được hết á, nhưng mà miền sao tam y là được, không phải là y màu vàng. Y màu vàng cũng là như thế thôi đó là một cái y thôi à, quý vị đừng có rơi vào chấp về y màu vàng hay là y phong tạo, không liên quan cái y. Hiểu về điều đó cho nó nhá, đừng có chấp về y. Để màu vàng mà dùng được hết á, tất cả miền sao quý vị đắp sao cho nó che thăng, cho nó khỏi mũi mằn gió rét côn trùng, thế thôi. Đấy, nhưng phải thấy rõ chỗ đó.